Chào các bạn, trong bài này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng GPQL, viết tắt con chữ là Java Persistent Query Language. Trong bài demo thì thầy sẽ sử dụng cái database mà gồm có hai bảng category và row đất như các bạn đang thấy ở trên màn hình. Thì trong cái database này thì bảng category và bảng product nó sẽ có mối liên hệ một nhiều. Và ở đây thì trên màn hình chính thì thầy sẽ hiển thị được danh sách product và thầy có thể thực hiện việc tìm theo category và phối hợp với cả hàng. Thực ra thì cái sự phối hợp ở đây hiện nay của thầy là nó chưa chính xác, nó không rõ ràng lắm. Bởi vì là dữ liệu của thầy nhập nó không không tốt, các bạn có thể tự mình nhập lại dữ liệu và thử sau ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bài làm của mình ha. Đầu tiên á thì chúng ta đi vào SQL Server tạo ra một cái database. Ví dụ ở đây thì tạo ra một cái database là demo 5. Thì đây, demo 5. Trong đây database demo 5 thầy sẽ tạo ra hai cái table category và product. Có ID. Thầy tự in chứ. Name. Tụi này chỉ cần hai cái này để minh họa thôi ha. Internet lưu lại đặt tên table category. Và thứ hai là table product thì gồm có là ID, in, name, và category ID. Rồi, khóa chính vẫn là ID. Nhớ control net và đặt tên table này là product. Ở table ra chúng ta thấy có hai cái nha, category product. Vô cái database diagram, tiêu một cái database diagram, yes, add hai cái table vô và chúng ta sẽ đứng ở cái bảng rồi chúng ta sẽ đứng ở cái table category, đứng ở cột ID, đè chuột trái xuống kéo thả vô một cột category ID và chúng ta sẽ xin ra được cái relationship như các bạn đã thấy ở trên màn hình. Ok, đứng cạnh bên em cũng là ok. Rồi bây giờ chúng ta đi vào category, chúng ta nhập dữ liệu cho category. Ví dụ là chúng ta có ID category 1, category 2 và category đọc và chúng ta sẽ nhập dữ liệu mẫu cho rồi đất một rồi đất one một hai rồi đất two hai mươi đồng một ba rồi đất three 25 đồng một bốn rồi đất four và bây giờ chúng ta sẽ đăng ký cái database này vào cái connection pool của bên Blackfeet. Thì chúng ta phải vô NetBean, khởi động Blackfeet lên và lít chuột phải. Sau khi khởi động lên rồi, ví dụ ở đây thầy đã khởi động sẵn, lít chuột phải vô Blackfeet server view admin domain control và đến đây chúng ta đi vô cái tab resource JDBC, JDBC connection pool, new cái connection pool demo 5 Java X data source, SQL data source, rồi chọn
driver là Microsoft SQL Server, Windows Base Enable, NET. Và qua đây chúng ta sẽ thiết lập thông tin kết nối ha. Đầu tiên là data lake name, bin tăng name, user, URL nè, với là password và server name. Rồi, data lake name là demo 6. Đúng không ta? Là demo 6 đúng không? Demo 5. Đây là demo 5. Đây tập đây là demo 5. Bên tăng cũng có user SA. URL là JDBC SQL Server 2.0.0 local hotbot 143. Đây bài name bằng demo 5. Rồi, password 1. Server name localhost init. Chúng ta có demo 5. Vô đây, chúng ta check cái connection. Ok. Đi vô JDBC, result, điều với result. Demo 5. Rồi, dưới này chúng ta chọn full name mà demo 5. Ok. Đặt. Rồi, chúng ta có cái chuỗi này là xong ha. Bây giờ chúng ta đi về Snapping. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thầy thấy là thầy sẽ để như vậy ha, để tí nữa chúng ta sẽ dễ quan sát cái thằng Snapping ở đây. Thì ở đây qua project chúng ta new một cái project, new project, chọn Java EE Enterprise Application Net, đặt tên là demo query net và finish. Rồi chúng ta sẽ đi vô trừ id, add các cái bin vào. Đầu tiên là entity bin from database. Ở đây các bạn đi về đây, các bạn close cái top cái graphic lại nên mới làm việc được ha. Rồi project trừ id new entity class from database. Chúng ta chọn JDBC demo 5. Rồi, data work, add connection. Rồi, net, schema, video, net và finish. Rồi, chọn product, kéo cái category qua ha. Và net, EN, net, NTT, net, finish. Rồi, tiếp theo chúng ta lại chọn tiếp là new session bin for entity class C, kéo một đắp qua net, mình sửa lại bucket là sb, interface là local init. Và trong cái phần book pcat là book bin đó các bạn, book pcat này ha, là book bin đó, chúng ta sẽ viết một số hàm hỗ trợ cho thao tác của chúng ta. Những hàm này thầy sẽ sử dụng là các cái câu EJBQL để làm việc. Đầu tiên, lít chuột phải, insert code, add business method. Thầy đặt tên cái hàm này là file by name. File by name. Và cả trả về nó sẽ là một cái list của đó. Thông tin mình cần đưa vào là name. Ok. Và đây cái list ta chưa hiểu cho nên mình sẽ import Java until list vào. Rồi chúng ta sẽ viết nội dung cái hàm như sau. Ở đây là chúng ta sẽ thực hiện câu truy vấn là query quy bằng dn create query select o from block o where o.name. Các bạn thấy ở đây O là một cái product, O là một cái biến có kiểu là product. Và mình thấy là có O.name ha. Và đối với câu truy vấn tìm theo tên thì chúng ta sẽ dùng câu truy vấn like. Nhưng mà ở đây khi chúng ta like thì cái phần trăm ở đây là chúng ta truyền vào truy vấn có tham số là chữ name. Và cái phần trăm không thể bọc vào chữ name cho nên chúng ta sẽ truyền các phần trăm trong cái tham số truyền vào cho cái biến name. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ viết hàm là
file by title. File by name, file by right. File by right. SPG method. File by right. Thì theo giá các bạn ha. Kiểu trả về cũng là list product. Và ở đây á, thì các bạn chú ý giùm thầy tìm theo giá. Thì chúng ta sẽ tìm theo khoảng giá trị nha. Min và max giá nằm trong khoảng chứ mà chúng ta không tìm được giá đúng chính xác được. Min và max của min. Ok. Và cái câu truy vấn của chúng ta sẽ sử dụng cái câu query là between and. Đây. Between and. Đó. Thì select O from product O where O chấm right between min and max. À, đây thì chúng ta sẽ có min và max. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ làm một câu truy vấn mà chúng ta sẽ truy vấn dữ liệu nằm trên cái theo cái name và theo category. Nếu chúng ta phải insert code SVGNIT method, chúng ta đặt tên cái hàm là file by category id and name. Thì thông số đưa vào thì mình sẽ có là category id kiểu in và name kiểu string trả về là list product. Đó. Ok, để bạn sẽ có hàm như thế này. Và cái hàm của chúng ta sẽ dùng cái câu truy vấn mà thì các bạn thấy là nó sẽ hơi dài một tí. Là câu truy vấn của chúng ta là select O from product O where O chấm name line tham số name ha, hai chấm name là tham số and O chấm category ID. Thì các bạn chú ý giùm cho thầy category ID ở đây được không ạ? Đâu đây nè, category product nè, category ID sẽ có tiểu là category. Cái này là chúng ta đã xử lý trong cái trong cái bài gọi là CMA Container Managed Relationship này ha. Rồi category ID là object thì mình chấm để truy xuất vào cái ID và các bạn rồi sẽ gắn bằng cái tham số là category ID và phía dưới này chúng ta sẽ truyền tham số vào. Đó. Cũng giống như trên thôi các bạn ha. Và như vậy chúng ta đã xong cái phần bin. Rồi, chúng ta nhấn Ctrl S luôn là lít chuột phải vô clean là build cái cho nó chắc ăn ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi về cái từ Word. Đầu tiên, các bạn vô cái từ Word, các bạn add dùm cho thầy cái tập tin Standard Deployment Descriptor. Và cho cái chạy đầu tiên á, là Controller Serverless. Thì các bạn thấy qua đây nó sẽ ra welcome file list gì đó ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ add một cái serverless đặt tên nó là controller serverless nằm trong bucket là dns.serverless.net và init. Rồi đối với tập tin này thì khi mà chạy lên chúng ta sẽ cho cái tập tin index để lên đầu tiên ha. Thì đây string action bằng request chấm get parameter action và if action null thì chúng ta sẽ chuyển qua trang index bằng cách là request chấm get request dispatcher còn index chấm JSP chấm forward. Rồi, ở đây thì thầy sẽ tạo tiếp.